một mình cáo với lại ba cô vợ quấn nhau lắm. Mình để ý là bọn cọp mà nó có hai kiểu vàng, một kiểu vàng là móng chân đen xì là như con cáo này, và một kiểu vàng là móng chân nâu thôi. Hai kiểu lông vàng, kiểu vàng mà móng chân nó đen xì thì nó vàng rực toàn thân hoặc là vàng phớt đen. Còn cái kiểu vàng mà móng chân nâu nâu thôi, không đen xì này, như là con lõm này hay là con của nó này, thì là vàng không có phớt đen mà vàng phớt trắng. Mọi người mà thích cọc vàng gốc bản thì chờ mấy cặp này nhá. Cáo vàng. Ê, chào em. Một mình cáo với lại ba cô vợ. Đấy. Mới ba con nó cùng lên đợt lên giống, là đợt này là thả với cáo hai mẹ con nhà lõm này. Cộng với con của lồi. Bốn con cơ. Nhưng mà một con nó lên giống sau thì chưa cho ra. Một con lên giống sau. Đấy. Cáo với lõm đấy. Cáo thì cao bằng lõm nhưng mà nhìn thì bé hơn lõm. Cao chắc cao hơn lõm một tí. Cáo là con đực thể trạng hơi nhỏ, vậy là chỉ đủ, vừa đủ cái thể trạng thôi. Đó. Cáo đứng với lõm. Đó, đứng như này là nhìn thấy chiều cao này. Nó cao bằng hoặc nó cao hơn con lõm một tí tẹo. Cáo với lõm là đã phối rồi. Quấn nhau lắm. Còn con mõm đen này thì chưa này. Con này là con của sẹo với lại lõm lứa đầu. Mình nuôi để hỏng tai. Nó to hơn con mẹ. Cao to hơn. Đó. Con lõm đã là con thể trạng rất to rồi. Lõm là thể trạng như bây giờ, lõm là cân phải 24 cân. Tầm đấy. Mà con nó còn cao hơn. Cáo thì cao nhưng mà cáo người mỏng hơn. Hôm nay trời nó hơi tối, âm u quá. Rồi, ra chơi với nhau đi, mấy đứa ra chơi với nhau đi. À, có đứa nào vào video với anh không? Qua đây nào. Đâu rồi, con cáo đâu? Đó. Con cọc của nó rất là quấn người đây. Đang ra gãi vai này. Cái dàn vàng này. Dàn vàng này mọi người chấm điểm con nào cao nhất. Đây, cáo đây. Lõm này. Con nào nó cũng đều nó quấn người. Rồi, mấy đứa ra kia chơi. Đó. Bốn con vàng. Một đực ba cái. Cáo với lõm. Cáo lõm sáng nay có phối không? Nay chưa? Nay chưa? Dáng của cáo này. Cáo rất đẹp dài. Cáo dở hơi. Chị em chúng nó hai đứa chúng nó là chị em cùng một đàn ấy. Chúng nó ra chúng nó hỏi thăm nhau. Chỉ để đuổi nữa. Hôm nay là coi như là 12 tháng này.
Đây này, mẹ mẹ lõm thì tai như thế này này. Nhưng mà cho con thì lại nuôi để hỏng tai mất. Mở cửa thích ra ra thích vào vào có vườn này, cho thích cái ra ngoài vườn vệ sinh là ra ngoài vườn đỡ mùi. Cháu vàng này có một thời gian là định nhường, có một thời gian là định nhường xem mà ai thích nuôi thì nhường, nhưng như bây giờ thì lại không nhường nữa, giờ thì lại cần cáo làm con đực. Đó, cáo thì hơi còi so với lại một con đực, tất nhiên là thể trạng của nó là vẫn là đủ thôi, nhưng mà nó hơi còi so với con đực. Hai con của con sẹo, sẹo lồi và sẹo lõm. Con này là con của sẹo lồi này. Cái hộp mõm con này nó hơi to. Còn con còn lại của đàn này là hai con cái, cái con còn lại là đẹp hơn, nhưng mà cũng đều bị hỏng tai. Bốn con giữ lại đều hỏng tai. Bố mẹ ở trên bán thì tai lên, cho con về đây nuôi thì để tai hỏng. Ở những cái lứa cho con đầu tiên chưa có kinh nghiệm và bản thân mình thì không trực tiếp chăm được. Khung người. Giờ cáo mới ra chơi với chúng nó chán rồi mới ra đây á hả? Tranh phần á, tranh phần chủ á, mắt sắc tố mắt quá đẹp luôn. Thôi con của lõm này rồi lớn lên nó cũng sẽ cháy giống như con lõm này thôi. Con lõm này lúc mới về lông của nó cũng vàng vàng kiểu vậy thôi, vàng vàng kiểu như thế này này. Nó trưởng thành lên rồi thì lông nó mới sẫm. Mình để ý là bọn cọp mà nó có hai kiểu vàng. Một kiểu vàng là móng chân đen xì là như con cáo này. Và một kiểu vàng là móng chân nâu thôi. Hai kiểu lông vàng. Kiểu vàng mà móng chân nó đen xì thì nó vàng rực toàn thân hoặc là vàng phớt đen. Còn cái kiểu vàng mà móng chân nâu nâu thôi, không đen xì này, như là con lõm này hay là con của nó này, thì là vàng không có phớt đen mà vàng phớt trắng. Đó, có tí giải trắng phớt. Như con này bị cụp tai này là con này là cũng là vàng móng chân đen này. Đây này. Vàng móng chân đen xì đấy. Nó phớt đen, nhưng con này nó phớt đen ở tai với lại ở mõm. Cáo thì không có tí nào đen cả. Vàng rực toàn thân. Ok, mọi người mà thích cọc vàng gốc bản thì chờ mấy cặp này nhá.